Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Thì hôm nay là buổi sáng ngày 25 tháng 3 năm 2021. Thì đơn vị Đồ Gỗ Kinh Bắc xin hân hạnh giới thiệu đến toàn bộ quý khách hàng một sản phẩm tủ rượu bằng chất liệu là gỗ vụ của Lào. Và sản phẩm này có kích thước chiều dài là 1m45, cao từ đất lên đỉnh là 1m97 và sâu 45 phân. Và thiết kế gồm có hai cục, cục trên là phần cục kính và phần bên dưới là phần cảnh đục. Và sản phẩm này thì sản em hoàn thiện cho gia đình nhà anh Đạt đến từ tỉnh Bắc Giang. Và thông tin chi tiết về sản phẩm thì các bác là quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên sở em, và sau đó thì em sẽ báo cáo chi tiết cụ thể về thông số độ dày, và sau đó là sẽ tiến hành báo giá công khai để các bác có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và sản phẩm tủ rượu thì sở em đã đưa ra mắt thị trường rất là nhiều các sản phẩm như là tủ góc 50, 60, 70 và những sản phẩm hàng đặt kích thước 80, 87, 95 và 1m2, 1m4, 1m6. Và ngày hôm nay là một sản phẩm tủ rượu có kích thước chiều ngang là 1m45, sâu là 45 phân và cao từ đất lên ngọn là 1m97. Và thiết kế gồm có hai cục, cục trên là phần cục kính gồm có 3 cánh và 3 đợt, đó, 3 cánh 3 đợt và chia là 4 khoang. Và tất cả bên trong thì sẽ mà lắp đợt kính là 7 ly, lắp đợt kính 7 ly và cánh kính và hai bên thì được lắp hồi kính các bác nhé, hồi kính đó. Và em sẽ đi chi tiết cụ thể về sản phẩm này để các bác có thể tham khảo về đường nét hoàn thiện cũng như là độ dày của sản phẩm. Và sản phẩm này có kích thước chiều cao từ đất lên ngọn là 1m97, đó, 1m97. Và cái phần vách quay là đục triện chữ vạn các bác nhé, đục triện chữ vạn đó. Và ván này là liền tấm, dày là 1,5 phân, đó, 1,5 phân, và hoàn thiện rất là kỹ càng, trên nền sơn là GO7. Và chất liệu gỗ cụ là một dòng gỗ quý có tính ổn định rất là cao, và đặc biệt là giá thành về mặt kinh tế của chất liệu gỗ vụn thì nó cũng rất là lớn các bạn nhé. Đó, gỗ vụn của Lào, một trong những dòng gỗ có tính ổn định rất là cao, tòm gỗ thì rất là mịn và chất gỗ thì vô cùng là cứng và đanh. Và cột hồi thì sẽ em làm với bản là vuông 4 phân. Toàn bộ bản cột xương là 4 phân. Đó. Và tiếp đến là phần khung cánh cũng là dày 4 phân các bạn nhé. Khung cánh cũng là dày 4 phân và bên trong thì sẽ có thiết kế gồm có 3 đợt. 3 đợt kính chia làm 4 khoang. Và bên trong thì các bác có thể để rất là nhiều vật dụng như là chai rượu, cốc ly hay là những món đồ lưu niệm hoặc là những bình hoa, nó rất là ý nghĩa. Và khi các bác để đồ bên trong thì nó rất là sạch sẽ các bác nhá, rất là sạch. Và cái phần hậu bưng thì cũng được làm bằng chất liệu gỗ ngụ của Lào đó. Và sản phẩm thì đã được sở em là hoàn thiện phần sơn trên nền sơn là GO7, một dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Và tất cả đó, cái phần khung cánh là dày 4 phân. Và ngoài những cái sản phẩm bằng chất liệu gỗ vụn của Lào ra thì sẽ còn sản xuất sản phẩm tủ rượu bằng chất liệu như là gỗ hương đá, gỗ đỏ và mun công. Thì cao cấp hơn có cái sản phẩm của hương Lào và mun hoa của Lào. Thì các bác nào yêu thích cái sản phẩm này thì có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với sở em theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 và 0868 82. Và bác nào ở gần thì có thể qua trực tiếp ở cơ sở để tham quan cũng như là chiêm ngưỡng. Và phần bên dưới thiết kế gồm có 3 cánh các bạn nhé, 3 cánh 3 buộc và 3 ngăn kéo bên trên đục quả dưa. Và cánh là đục tích tứ quý, tùng cúc trúc mai. Ván cánh là liền tấm, dày là 1,5 phân và khung cánh là dày 3 phân. Và toàn bộ đáy ngăn kéo đều là đáy liền các bạn nhé. Đáy ngăn kéo đều là đáy liền, đó, đáy liền. Đáy liền nguyên một tấm. Và ngăn kéo là có dây trượt, dây trượt các bạn nhé. Và bên dưới thì thiết kế gồm có 3 cánh chia là 3 buồng và mặt cánh này thì sẽ em làm với độ dày là 1,5 phân đó. Ván cánh toàn bộ là ván liền và khung cánh là dày 3 phân. Khung cánh dày 3 phân và sản phẩm thì được hoàn thiện kỹ càng trong ngoài. Đó, kỹ càng trong ngoài. Và chất liệu gỗ vụ thì nó đem lại một cái sản phẩm có cái tông màu nó rất là đẹp các bạn nhé. Đó, tông màu rất là đẹp và sẽ là đục tích tứ quý, tùng cúc trúc mai tượng trưng cho 4 mùa thịnh vượng và sự luân chuyển giữa 4 mùa xuân hạ thu đông, đó, hoa lở 4 mùa. Khung cánh dày 3, đó, khung cánh là dày 3 phân và sản phẩm được hoàn thiện rất là kỹ các bạn nhé, đó, rất là kỹ. Và sẽ còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và cái phần yếm thì là đục ngũ phúc, đó, yếm đục ngũ phúc, rơi ngậm đồng tiền, nó tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Và yếm này là yếm liền các bác nhé, yếm liền đó, với độ dày là 3 phân đó, độ dày là 3 phân và chân là bản chân vuông 10 phân.
Và sản phẩm này thì sẽ em hoàn thiện cho gia đình nhà anh Đạt đến từ Bắc Giang. Thì hiện sẽ đang chào bán công khai cũng như là bán cho gia đình nhà anh Đạt với giá là 16 triệu đồng cho một sản phẩm tủ rượu có kích thước chiều ngang là 1m45, cao là 1m97 và sâu là 45 phân. Thì các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với Sưởng Em theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 0 và 0868 82 0. Và khách hàng nào ở gần thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để được tham quan chiêm ngưỡng. Và ngoài ra thì sẽ còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ, và nhận đặt hàng theo yêu cầu về kích thước, độ dày của sản phẩm. Đó, rất đẹp các bạn nhé, một chiếc tủ rượu, tủ bày đồ, thiết kế gồm có 2 cục. Và sản phẩm này bằng chất liệu gỗ cụ của Lào, hàng siêu VIP đỉnh cao với giá là 16 triệu đồng. Và ngay sau đây thì em cũng xin phép là đóng máy quay tại đây, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.